chị nói gốm mà sao bên lưu thánh gốm mà sao anh nó vô sân banh nó làm trò hề hả? Cao Giang, xì lào phát mạnh đi, Giang chạy cao lên. Sao bên đây đội hình đây giờ không có hàng thủ hết vậy? Chạy giá. Dân rộng đây nè. Đầu ố, chuyện ai vậy? Lên chạy ra. Đâu? Phía đâu? Về. Bên đây hàng thủ đâu hết rồi. Giang cuốn cái Giang, cuốn dần thành cái Giang. Còn cái đây. Giang tay luôn. Bên đây về thủ kia kiến lên chứ sao bỏ lên hết vậy? Ông ơi. Nghĩ sao? Người ta cái gì người ta làm người ta đo mà sao ngắn hơn nữa. Cái nguyên vỡ như vậy chứ. Tự nhiên. Trăm mét là chia làm hai còn 50 mét cũng chia làm hai con bên 12 mét để sao. Đâu đừng nói. Đang quay phim. Thành khung. Đếm nhiều cái à. Đây, Giang. Đâu, Hải Giang thiếu đâu. Mạnh vô, quên. Bành ra cái bành này, ông thua mà em đứng chờ ông thua đâu. Chạy Giang, điện Giang nè. Bèo, đúng bèo không? Bèo chạy tàu lao không? Đâu mất xí lao. Đó đuôi.
Giang làm cái nữa Giang. Giang làm cái nữa Giang. Giang Giang. Giang làm cái đi Giang. Làm cái nữa Giang. Cắt hai lại rồi ha. Cá to. Cá to. Chạy Giang. Giác hai. Ồ thằng Hải giảng. Mày hay quá mà dám chơi vô. Giang đã giữa luôn đó, cho vô cho con hay quá mà sao cho. Chạy Giang. Ê, Mankey. Bạn đâu bay? Tao mổ bụng mày nha mập. Mập ra lụm banh xeo đây con. Lụm giùm banh đi. Con mập lụm cái banh đây con.